Ban Đài Nam kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là trưa ngày thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019. Chúng tôi đang có mặt tại buổi ra mắt sách 10 năm Thái Hà Tòa Khâm Sứ do nhà xuất bản Người San Diễn Đàn Giáo Dân và tổ chức cơ buổi ra mắt sách ngày hôm nay được tổ chức tại Trung tâm Công giáo thành phố Santa Ana, miền Nam California. Và đứng kế bên cạnh chúng tôi là ông Nguyễn Văn Liêm, trưởng ban tổ chức cũng như là chủ nhiệm Người San Diễn Đàn Giáo Dân. Thưa ông cho biết sơ qua về buổi ra mắt sách hôm nay thưa ông. Kính thưa quý giả Phan Đoàn Nam cùng toàn thể quý vị khán giả, chúng tôi rất vui mừng được tổ chức buổi ra mắt sách 10 năm Thái Hà Tòa Khâm Sứ của tác giả là Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong ngày hôm nay. Thưa kính thưa quý vị, tác phẩm này nói đến một giai đoạn lịch sử cận đại của Việt Nam trong một quá khứ gần, tức là cách đây 10 năm, ghi lại những biến động, những biến cố mà đã từ mấy chục năm qua người Công giáo Việt Nam tại miền Bắc và đặc biệt là người dân Việt Nam trong suốt nhiều thập kỷ đã bị chèn ép bởi nhà cầm quyền cộng sản. Và biến cố Thái Hà đã làm nức lòng người, người dân đã đứng lên bằng phương cách cầu nguyện và đòi hỏi công lý cho mình và cho mọi người dân. Thì tác giả chúng tôi rất ngưỡng mộ tác giả Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong vì ngài là một chứng nhân của biến cố này. Và như quý vị cũng theo dõi ở truyền thông, những bài giảng của ngài, những tiếng nói của ngài đòi hỏi quyền làm người, tự do dân chủ cho Việt Nam. Và là ngài là một người can đảm và chúng tôi rất cảm động khi được nhận được cuốn sách này viết lại sự thật và trong cái tình huống của Việt Nam cách đây 10 năm. Và trân trọng được giới thiệu với cùng tất cả quý khán giả. Thưa ông, quý khán giả theo dõi chương trình muốn có quyển sách này thì làm như thế nào thưa ông? Dạ, xin quý vị có thể gửi thư về tòa soạn Người San Diễn Đàn Giáo Dân ở số 7864 đường Westminster, thành phố Westminster, California 92683. Và số điện thoại của chúng tôi là 714-891-0201. Chúng tôi sẽ gửi ba sách đến tận nhà cho quý vị với cước phí là cuốn sách 25 đồng và thêm cộng 5 đồng cước phí. Xin cảm ơn ông. Dạ vâng, xin cảm ơn ký giả Phan Đại Nam cùng toàn thể quý vị. Và cảm nghĩ của Đức Cha Hoàng Đức Oanh, nguyên giám mục giáo phận Kon Tum khi tham dự buổi ra mắt sách. Cảm nghĩ của tôi là hân hạnh tham dự cái buổi này và cảm nghĩ hơn nữa là tôi nghĩ rằng đây là một dịp tốt giúp cho anh chị em hiểu người Công giáo hơn. Người Công giáo là người mến Chúa, yêu người, và vì thế bất cứ trường hợp nào người Công giáo cũng phải tôn trọng sự thật và tôn trọng những người khác. Và vì thế trong biến cố Thái Hà, tôi nghĩ đấy là cách mà người Công giáo thể hiện đúng tinh thần người Công giáo yêu Chúa, yêu người, yêu đất nước chúng tôi. Dạ, xin cảm ơn Đức Cha. Vâng, cảm ơn ông. Chương trình được bắt đầu sau nghi thức chào cờ khai mạc do MC Minh Phượng phụ trách, là đến phần ngỏ lời của ông Nguyễn Văn Liêm, trưởng ban tổ chức. Trong suốt hơn 50 năm kể từ sau năm 1954, Giáo hội Công giáo tại miền Bắc đã phải chịu đựng bao nỗi thống khổ dưới sự cai trị khắc nghiệt của tà quyền cộng sản. Thì năm 2008, một biến cố vang dội xảy ra. Sự kiện Thái Hà khởi đi từ lời kêu gọi cầu nguyện của vị chủ chân can đảm anh hùng, đó là Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô
Quang Kiệt. Và Ngài đòi hỏi những kẻ cầm quyền điều gì? Không phải mấy mốc đất bị bạo quyền chiếm đoạt phi pháp, mà là công lý. Đây mới là vấn đề. Ngài đã dõng dạc tuyên bố trước Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tự do tôn giáo là quyền chứ không phải cái ơn huệ xin cho. Thế là sau bao nhiêu năm sống thụ động, sợ hãi dưới chế độ cộng sản, người Công giáo nói riêng và người dân Việt Nam nói chung đã thoát ra khỏi sự kiềm tỏa, không còn sợ bạo quyền. Những buổi cầu nguyện đòi công lý lôi cuốn hàng ngàn người. Từ đây, những phong trào đoàn thể xã hội dân sự ra đời, tranh đấu cho quyền làm người, cho tự do dân chủ cho đất nước Việt Nam. Kế đến là phát biểu của Đức Giám mục Hoàng Đức Oanh, nguyên giám mục giáo phận Công Tum, với nội dung ngắn gọn như trong phần chúng tôi đã phỏng vấn, đã đến phần giới thiệu về tác giả tác phẩm do giáo sư Nguyễn Đình Cường phụ trách. Linh mục Joel Nguyễn Ngọc Nam Phong là một tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế sinh năm 1970, nghĩa là năm nay ngài mới 49 tuổi. Chịu chức linh mục năm 2005 và là trưởng ban công lý hòa bình của tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Linh mục được nhiều người biết đến qua những lần lên tiếng rất mạnh mẽ trong vụ việc tòa khâm sứ và giáo sứ Thái Hà hồi năm 2008. Đặc biệt những bài giảng trong những thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình vào 8 giờ tối các chủ nhật cuối tháng tại nhà thờ Thái Hà. Nội dung những bài giảng của linh mục đã nêu rõ những bất công, những hiện trạng tiêu cực trong xã hội Việt Nam ngày nay, và ông là tiếng nói đấu tranh cho nhân quyền, cho sự thật. Đặc biệt ngài luôn đứng bên cạnh những người nghèo, những nạn nhân của chế độ, các tù nhân dân tộc, luôn luôn ngài lên án bọn cầm quyền một cách mạnh mẽ, với một giọng nói rất bình tĩnh nhẹ nhàng mà cương quyết hiên ngang, đôi khi điểm những cái nhếch mép mỉa mai. Trong các vùng đàn áp cướp đất khắp nơi, từ Thái Hà, tòa khâm sứ, rồi thảm họa biển ở Formosa, rồi sau này là Cồn Dầu, Tam Tòa, Thủ Thiêm, ngài luôn luôn sát cánh với những nạn nhân bị áp bức. Ngài cũng là một trong số rất ít những linh mục đã xuống đường để đòi bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ môi trường và kêu gọi chống ngoại xâm. Cộng sản Việt Nam đã dùng các phương tiện truyền thông cộng thêm với lực lượng cựu chiến binh để đấu tố bôi nhọ chụp mũ ngài. Trên một số trang mạng xã hội của chúng, người ta đọc được những dòng nói về ngài với ngôn từ rất là vô giáo dục. Để trả lời, Cộng sản Việt Nam đã không cho ngài xuất cảnh sang Úc để tham dự một khóa học của nhà giáo ngày 27 tháng 6 năm 2017. Và tại phi trường Nội Bài, ngài bị từ chối với cái lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Chúng ta không ngạc nhiên cho những hành động vi phạm nhân quyền và đàn áp những người chống đối một cách thô bạo trắng trợn của Cộng sản Việt Nam. Và tin gần đây nhất cho biết, bề trên đã thuyền chuyển linh mục Nam Phong từ nhà thờ Thái Hà vào nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Để phân tích tác phẩm 10 năm Thái Hà và tòa khâm sứ, chúng tôi chỉ xin tóm tắt, bởi vì cái tác phẩm rất phong phú, nhưng mà chúng tôi cố gắng. Tác phẩm dày 272 trang và chia ra làm 6 chương chính. Chương thứ nhất nói về cuộc di cư từ Bắc vào Nam năm 1954 sau Hiệp định Geneva chia đôi đất nước. Chương thứ hai nói về sự kiện tòa khâm sứ. Chương thứ ba từ tòa khâm sứ tới Thái Hà. Chương thứ tư sự kiện về Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt. Chương thứ năm từ tòa khâm sứ đến bản nhận định và góp ý về luật tôn giáo. Chương thứ sáu từ tòa khâm sứ nhìn về 30 năm băng giao giữa Cộng sản Việt Nam và Tòa Thánh Vatican.
Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự buổi ra mắt sách 10 năm Thái Hà tòa khâm sứ của linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội do Nguyễn San diễn đàn giáo dân xuất bản và phát hành, và phần nói chuyện tiếp theo của giáo sư Nguyễn Đình Cường về tác giả và tác phẩm. Ở cái chương thứ nhất nói về cuộc di cư từ Bắc vào Nam năm 54 sau Hiệp định Geneva và chia đôi đất nước, chúng ta cũng hiểu rằng là Hiệp định Geneva được ký ngày 20 tháng 7 năm 1954, thì sau đó là phong trào di cư của những đồng bào miền Bắc vào Nam. Thì theo cái thống kê của Việt Nam Cộng Hòa, tính đến giữa năm 1954 và 56, trên 1 triệu người đã di cư từ Bắc vào Nam, trong đó có khoảng 820.000 người Công giáo, tức là khoảng 2/3 giáo dân miền Bắc đã bỏ vào Nam. Một số vị giám mục cũng dẫn giáo dân di cư. Sự ra đi này đã để lại một khoảng trống lớn lao và làm biến dạng hoàn toàn cái cơ chế của giáo hội miền Bắc hồi đầu. Tình trạng rất thê lương. Và Đức cha Phaolô Lê Đức Đức Trọng, Đức cha Phaolô Lê Đắc Trọng đã miêu tả giáo hội miền Bắc sau năm 54 như một cánh đồng hoang dã. Kể từ thời điểm này, giáo hội Công giáo miền Bắc đã phải đương đầu với sự thù nghịch của Cộng sản. Chúng đã tấn công giáo hội Công giáo miền Bắc trong rất nhiều lĩnh vực, như thành lập các tổ chức ngoại vi, khoác áo Công giáo nhưng mà lại ủng hộ nhà cầm quyền, gây chia rẽ giữa các giáo dân với các vị chủ trang, dùng các tác phẩm văn học của bản Văn Nô để bôi nhọ Thiên Chúa giáo, đồng thời bắt giam nhiều linh mục và giáo dân. Trong hoàn cảnh đi đạt đó, giáo hội miền Bắc vẫn còn có những vụ mục tử kiên trung và những tín đồ nhiệt thành sống trên vị đạo. Danh sách quá nhiều mà chúng tôi không thể kể hết. Nhưng mà ở đây, trong tác phẩm này, tác giả đặc biệt nhắc đến Đức Hồng Y Trị Như Khuê, một mục tử khôn ngoan, cương quyết, dứt khoát trong chọn lựa đức tin để bảo vệ giáo hội. Chương thứ hai nói về sự kiện tòa khâm sứ. Chúng ta cũng biết khâm sứ là vị đại diện cao cấp nhất của Tòa Thánh Vatican tại một quốc gia nào đó trên thế giới mà có liên lạc ngoại giao với Tòa Thánh. Thì tại Việt Nam trước năm 1951, Tòa Khâm Sứ đặt trụ sở tại Huế. Và ngày 18 tháng Giêng năm 1951, Đức Khâm Sứ John Dooley, người Anh Hy Lạp, quyết định rời Tòa Khâm Sứ từ Huế ra Hà Nội và đặt trụ sở trên mảnh đất mượn của Tòa Giám mục Hà Nội. Sau Hiệp định Geneva 54, Cộng sản chiếm miền Bắc, Khâm sứ Dooley vẫn tiếp tục giữ cương vị đại diện chính thức của Tòa Thánh tại Hà Nội cho đến tận ngày 15 tháng 9 năm 1959. Sau đó thì chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trục xuất ngài cùng với các giáo sĩ ngoại quốc và tịch thu cơ sở Tòa Khâm sứ Hà Nội, trao cho Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm quản lý. Tòa nhà này sau đó biến thành câu lạc bộ thanh niên quận Hoàn Kiếm, một nơi vui chơi của tất cả mọi thành phần dân chúng và đã gây rất nhiều phiền toái cho các vị tu sĩ trong khoảng 47 năm. Cho đến năm 2007, khi mà thị trường bất động sản Hà Nội lên cao, rất nhiều cơ sở vật chất của giáo hội như Tòa Khâm Sứ, nhiều đất đai của giáo xứ Tây Hà đã bị chiếm đoạt từ trước, lúc này được bán lại cho bọn đầu tư để xây dựng những cao ốc. Và ngày 15 tháng 12 năm 2007, nhà thầu đã mang những thiết bị xây dựng tới khu vực Tòa Khâm Sứ ngang nhiên dỡ mái nhà mà không có một tham khảo nào trước đó với Tòa Giám mục Hà Nội. Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Hiển đã gửi tới Cộng đoàn Dân Chúa Tổng Giáo phận một lá thư kêu gọi cầu nguyện cho tài sản của giáo hội đang bị nhà cầm quyền cưỡng chiếm phi pháp. Tôi nhắc lại, ngài chỉ kêu gọi cầu nguyện cho tài sản của giáo hội đang bị nhà cầm quyền cưỡng chiếm phi pháp. Sau khi lá thư được công bố, tất cả các nhà thờ của Tổng Giáo phận, hàng ngàn giáo dân đã tiến về Tòa Giám mục cùng thắp nến cầu nguyện. Căng thẳng giữa chính quyền Hà Nội và giáo hội Công giáo phát khởi từ đó. Đêm 18 tháng 12 năm 2007, khoảng 4.000 giáo dân đã quy tụ tại sân Đại chủng viện Hà Nội tham dự buổi trình diễn thánh ca kỷ niệm 40 năm sáng tác của linh mục Kim Long. Trong dịp này, lá thư của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Hiển
đã được linh mục Lê Khắc Quế nhắc lại trong một bài nói chuyện và kêu gọi mọi người hiệp thông cầu nguyện. Chỉ kêu gọi mọi người hiệp thông cầu nguyện. Sau đó vào khoảng 10 giờ đêm, khoảng 2.000 người cùng các linh mục, tu sĩ, chúng sinh, giáo dân trong phẩm phục và trang phục lễ hội đã diễn hành qua khu vực tòa giám mục, tiến thẳng sang sân tòa khâm sứ cũ, nơi đang bị chiếm dụng phi pháp, và tạo nên một đêm thắp nến hát thánh ca cầu nguyện đòi công lý. Đây là một diễn biến chưa từng có trong lịch sử giáo hội Công giáo Việt Nam. Và sau khi nói về tòa khâm sứ, giáo sư Nguyễn Đình Cường đã nói tới khu đất tại giáo sứ Thái Hà. Khu đất ở 178 đường Nguyễn Lương Bằng, tức là giáo sứ Thái Hà đó, đã được nhà nước mượn để làm bệnh viện Đông Đa. Thì vào tháng 10 năm 2001, nhà nước lại cho phép bệnh viện Đông Đa xây dựng thêm một cái trạm để tái sử dụng nước thải. Việc làm này có chủ ý rõ ràng là chiếm hẳn khu đất mà bệnh viện Đông Đa đã xây dựng trên chính tài sản mà giáo sứ Thái Hà đã sở hữu từ năm 1928. Vụ việc xảy ra sau khi các linh mục, tu sĩ, giáo sứ Thái Hà ngày 17 tháng Giêng năm 11 nộp đơn đòi trả lại cơ sở của tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội mà theo họ đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm bất hợp pháp. Câu chuyện không ngừng ở đó. Hôm 3 tháng 11, hơn 100 người được nhà nước gọi là quần chúng tự phát đã tấn công nhà thờ Thái Hà mà không có sự can thiệp nào từ phía chính quyền, dù có rất nhiều công an, dân phòng và lực lượng an ninh có mặt tại hiện trường. Sau đó, Cộng sản cho các cơ quan truyền thông của họ vu cáo, xuyên tạc, mạ lị các tu sĩ, linh mục, giáo dân. Vụ tranh chấp này dẫn đến việc bắt giữ 8 giáo dân Thái Hà vì nhiệt tình phản đối vụ chiếm đất trái phép của nhà nước. Và họ đã bị cáo buộc là hủy hoại tài sản và gây rối trật tự nơi công cộng, ngôn ngữ của Cộng sản Việt Nam. Ngày 8 tháng 12, 2008, diễn ra phiên xử tại trụ sở Ủy ban quận Hoàng Cầu, tỉnh Hà Đông. Và hàng ngàn giáo dân Thái Hà tay cầm lá thiên tuế đứng ngoài theo dõi và đồng thời biểu dương lực lượng. Với những tài liệu, những hình ảnh, chân xác, có thể coi đây là một tài liệu lịch sử trung thực, khả tín, thuyết phục, nói về một cuộc tranh đấu cho chân lý của giáo hội Công giáo Việt Nam ngay trong lòng chế độ Cộng sản. Kế đến là phần nói chuyện của nhà văn Trần Phong Vũ. Sau khi ông nói về sự suy đồi xuống cấp của văn hóa và nhân cách của người Việt dưới chế độ Cộng sản, và ông kết luận: đây là một cặp sách có giá trị, bởi viết bởi một chứng nhân đã theo sát và cũng là một cái người có mặt ở trong đó, là một tác nhân, như là giáo sư Nguyễn Đình Cường đã nói, tạo nên cái biến cố Thái Hà và tòa khâm sứ, để lại một cái dấu ấn thất thập đặc biệt cho chúng ta. Và xin quý vị cố gắng phổ biến tác phẩm này. Chúng tôi xin nói ngay, tác phẩm này được in từ được phát xuất từ bên Úc và cũng được in tại một cái nhà in mà tiếng quê hương chúng tôi, in cho đến nay gần 100 tác phẩm ở bên Đài Loan. Sở dĩ chúng tôi gửi, tôi nhận, tôi chọn cái nhà in đó cho in ở bên Đài Loan dù có tốn kém một chút, là bởi vì cuốn sách này quý vị có rằng có xé ra thì may nó mới bị xé ra, bởi vì người ta đóng chỉ xong rồi người ta mới đóng, người ta mới dán kèm, chứ không phải giống như những sách vở ở đây. Cho nên tất cả những sách vở của chúng tôi ở trên tiếng quê hương cũng như cá nhân tôi sau này in thì đều in ở bên đó. Nếu mà in bị cứng nữa thì phải nói rằng là quăng ra ngoài kia xe cán lên không hư. Thành ra xin quý vị nâng đỡ, giúp đỡ cho cuốn sách này. Cái số tiền dùng được trọn vẹn sẽ gửi về Việt Nam để làm một cái công việc mà chúng tôi xin nói thật cho quý vị rằng là không phải là cái chuyện đấu tranh bình thường, chống lại chế độ bình thường, mà muốn gây dựng một cái cao trào cho giới trẻ để họ thấy được cái trách nhiệm của họ, và mai ngày họ sẽ chính là những người sẽ gánh cái trách nhiệm làm nên lịch sử của chúng ta. Kính thưa quý khán thính giả,
buổi ra mắt tác phẩm 10 năm Thái Hà tòa khâm sứ của linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội do Nguyễn San Diễn Đàn Giáo Dân xuất bản và phát hành. Sau đó còn có phần nói chuyện của giáo sư Chuẩn Hiến Bích về tình hình thời sự ở trong nước. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại 714-891-0201, 714-891-0201. Phát Đài Nam tường trình từ Trung tâm Công giáo, thành phố Santa Ana, miền Nam California. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.